Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 1 tháng 2. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Những ngày nghỉ Tết vừa qua, thời tiết cũng khá ủng hộ cho người dân ở các tỉnh Bắc Bộ. Trạng thái khô ráo, ấm áp và có nắng bao phủ trên toàn khu vực. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ cũng chưa có nhiều biến đổi. Vào đêm và sáng sớm, tình trạng sương mù vẫn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi, ven biển hay những nơi có sông hồ lớn. Thậm chí tại các tỉnh ven biển hay phía Nam Đồng Bằng còn có thể xuất hiện mưa nhỏ. Đến trưa, chiều, thời tiết trở nên khô ráo hơn và có lúc có nắng, nên mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ như là ở tại Lai Châu, Điện Biên, với thời gian nắng kéo dài hơn trong ngày nên nhiệt độ có nơi đạt được 23 đến 25 độ. Trong ngày hôm nay, trường gió Đông Bắc trong khối khí lạnh vẫn gây mưa cho các tỉnh ở miền Trung. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mặc dù mưa diễn ra với lượng không nhiều nhưng nó đã khiến cho nền nhiệt độ giảm thấp. Mức nhiệt cao nhất ngày chỉ còn khoảng từ 21 cho đến 23 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 24 đến 26 độ dọc các tỉnh phía Nam. Riêng với các tỉnh Nam Trung Bộ, không khí lạnh dường như không chạm tới nên thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng từ 28 đến 30 độ. Thời tiết ở các tỉnh phía Nam này thì khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân dã ngoại đầu năm của người dân cũng như du khách thập phương đến với nơi đây. Xuống đến Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tại đây vẫn khá ổn định, phổ biến là không mưa, ban ngày có nắng xuất hiện từ sớm. Và đến trưa chiều, ngưỡng nhiệt độ lên tới mức là từ 27 đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ có những điểm có mức nhiệt cao hơn ngưỡng là 33 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du xuân đầu năm. Tuy nhiên, chúng ta nên mang theo những vật dụng che nắng để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay ở tại thủ đô Hà Nội sẽ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây. Vào đêm và sáng, khu vực còn xuất hiện sương mù, tập trung ở nơi có sông hồ lớn. Ban ngày thời tiết khô ráo với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở tại khu vực, dao động trong khoảng là từ 21 đến 23 độ, thấp nhất về đêm, giảm xuống mức là 18 độ, cùng độ ẩm dao động từ 73 đến 89%. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng cũng duy trì tình trạng nhiều mây, có sương mù, thậm chí là cả mưa nhỏ vào đêm và sáng. Càng về trưa chiều, thời tiết khô ráo hơn, với mức nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 21 đến 22 độ. Với kiểu thời tiết lạnh ẩm, chúng ta nên cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh như là kem, đá, tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối các nhóm dưỡng chất như là tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả. Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ. Đây là những dưỡng chất quan trọng vừa giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như là hệ miễn dịch cho trẻ. Là thành phố thuộc miền núi phía Đông Bắc Bộ nên Việt Trì của Phú Thọ có rất nhiều phong cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ với những hang động kỳ bí, những thác nước thơ mộng, những con suối, ao đầm rải rác khắp núi rừng. Và trong những ngày đầu xuân năm mới này, thời tiết ở tại khu vực cũng khá thuận lợi cho du khách thập phương đến thăm thú nơi đây. Trời chủ yếu là nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời sẽ khô ráo và ấm áp hơn, với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong ngưỡng là từ 21 đến 23 độ. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có chuyến du xuân ấm áp cùng với gia đình tại mảnh đất Tổ Hùng Vương. Đới gió Đông Bắc trong khối khí lạnh kết hợp với địa hình dãy Trường Sơn sẽ vẫn gây mưa cho khu vực Đà Nẵng. Trời duy trì nhiều mây hơn, mưa nhỏ xuất hiện và nền nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở vào khoảng 23 đến 25 độ. Thời tiết ẩm ướt và se lạnh, ít thuận lợi hơn cho việc hong phơi đồ dùng và nông lâm thủy hải sản của bà con nơi đây, cũng như các hoạt động vui xuân của người dân trong ngày hôm nay. Vào thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ nói chung thường có kiểu thời tiết là khá khô nóng, trời ít mưa, ngày nắng với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày đạt 31 đến 33 độ. Cùng với tình trạng nắng gắt là độ ẩm ban trưa xuống rất thấp, chỉ khoảng 50 đến 60%, do vậy sẽ gây cảm giác khó chịu đối với cuộc sống của người dân nơi đây. Trong thời tiết nóng bức này thì chúng ta nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời vào những giờ cao điểm, tức là từ 12 giờ đến 14 giờ. Chú ý cung cấp đủ nước cho cơ thể để tránh mất nước, kiệt sức cho cơ thể. Đến với thành phố Cần Thơ, trong thời gian này, chúng ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng, khá thuận lợi và có phần ôn hòa hơn so với các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ ban sáng ở tại khu vực khoảng từ 23 đến 24 độ, đến trưa chiều thì ngưỡng nhiệt này tăng lên mức 31-32 độ.
đây là thời điểm khá lý tưởng cho những ai có ý định thăm thú và khám phá mảnh đất miền Tây này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!